Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam nghi phạm Lê Bá Khánh Trình. Chiều 21 tháng 3, Thượng tá Phan Tố Hải, Phó trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ký lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Khánh Trình, 15 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Trình bị bắt vì có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu NTTH, 5 tuổi. Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng ngày 12 tháng 3, cháu NTTH, 5 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, cùng cháu NTTT, 3 tuổi, và NXB, 4 tuổi, sang nhà người thân chơi. Một lúc sau, các cháu ra về. Khi đi qua ngõ nhà Lê Bá Khánh Trình, tên này đã dụ dỗ cháu Hát vào nhà. Tại đây, Trình đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé Hát. Trông thấy sự việc, hai cháu NTTT và NXB đã về nhà kể lại cho bà NTN, 63 tuổi, bà nội của Hát. Nghe chuyện, bà N lập tức chạy sang nhà Lê Bá Khánh Trình. Tại đây, bà N nhìn thấy tên này đứng bên mép giường, cạnh đó là cháu Hát đang run rẩy khóc, quần bị kéo xuống phía dưới. Kiểm tra, bà N phát hiện toàn bộ vùng kín của bé gái 5 tuổi bị sưng đỏ. Lúc này, cháu Hát kể lại những hành động mà Lê Bá Khánh Trình đã thực hiện. Gia đình sau đó đã đưa cháu đến bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thăm khám. Ngay sau khi nhận được thông tin báo Người Đưa Tin phản ánh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn đã khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ, tài liệu, điều tra để làm rõ vụ việc.